Viện triển khai thu viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, nhằm triển khai nghị quyết 02 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Ngay mùng 2 tháng 6 vừa qua, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4. Đồng thời cho phép người dân và doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền bằng bằng nhiều phương tiện khác nhau, đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Các sở y tế trên toàn quốc còn được yêu cầu phải chỉ đạo các bệnh viện, trường học trực thuộc sở triển khai thanh toán thu viện phí, học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Trước đó, tại nghị quyết 02, chính phủ đã yêu cầu 100% các bệnh viện phối hợp với các ngân hàng Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, với thời hạn phải hoàn thành là trước tháng 12 năm nay.